Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Lạ Đời. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện tâm linh An hồn người mẹ trẻ trở về đòi công lý. Vụ tự tử có thể nói là kinh thiên động địa. Ở một ngôi làng vùng ven, quận Hà Đông, Hà Nội, diễn ra đã 10 năm mà đến nay vẫn còn nóng hổi. Dưới những tán tre, bờ ao, sơn đình, góc chợ, thi thoảng, người dân ở ngôi làng này vẫn nhắc đến vụ tự tử quá đau lòng ấy. Người đàn bà và đứa con nhỏ đã được chôn chặt một cách tàn nhẫn trong một khối bê tông vĩnh cửu. Dù đã được nhà chồng xây tường bao kín, song người dân đi qua con đường ấy vẫn cứ rờn rợn. Người chết thì cũng đã chết, người sống đau đớn suốt bao năm nay, nên chúng tôi xin được giấu tên những nhân vật liên quan trong sự kiện đau lòng này. Chỉ mong rằng câu chuyện sẽ là bài học cảnh tỉnh cho mọi người về mối quan hệ vợ chồng, gia đình và lối sống. Chục năm trước, con đường vào làng Tây rợp bóng tre xanh, những mái nhà tranh, nhà ngói với cổng làng cổ kính rêu phong mang đặc trưng của những ngôi làng ở Hà Tây. Chợ làng Tê xưa nằm ven cánh đồng, có vài ba gian hàng với mớ rau, con cá. Giờ chợ sầm uất hơn, người đi chợ tấp nập. Cây đa vẫn còn, nhưng nhà cửa quây kín, giếng làng lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng. Tôi tạt vào quán trà đá cạnh giếng làng ngồi hóng chuyện. Bà bán nước kể chuyện nửa to nửa nhỏ với mấy bà hàng xóm ngồi vỉa hè. Bà biết chuyện cái Hạnh hiện hồn về báo oán chưa? Sợ thật đấy. Phen này chắc nó tìm về trả thù gia đình nhà chồng đây. Tôi lang thang ra đầu chợ, đem chuyện bà chủ quán trà đá kể chuyện có hồn ma thiếu nữ về báo oán. Tức thì mấy bà mấy chị buông thúng bán mẹt xúm vào kể thêm. Người thì bảo hồn chị Hạnh hiện về kêu nóng quá, không chịu được ngôi mộ bê tông. Người thì bảo chị Hạnh không chỉ nhập hồn vào người khác mà còn liên tục ngồi trên nóc mộ khóc cười, dọa nhà chồng đến chết khiếp. Thấy tôi dừng xe trước một bức tường cao đến 3 mét, lôi máy ảnh ra chụp, rất nhiều người kéo ra ngó nhìn. Một bà gọi lại bảo: nhà báo phải không, định tìm hiểu chuyện cái Hạnh tự tử hả? Ngôi mộ mẹ con nó ở trong bức tường này cơ. Ngày trước chưa xây tường, còn có cả bàn thờ sát đường làng. Cứ ngày mùng 1, ngày rằm, dân làng chúng tôi lại mua hoa quả, thắp nén hương cho mẹ con nó đỡ tuổi. Nhưng giờ, nhà ông Nam xây tường bao kín rồi, nên muốn chia sẻ nén hương với mẹ con nó cũng không được nữa. Nghĩ lại chuyện xưa mà đau lòng quá chú ạ. À. Người phụ nữ này trình bày một hồi, rồi chột dạ không nói nữa. Dường như bà sợ những lời nói của mình sẽ lại gây tổn hại tình làng nghĩa xóm. Bà chỉ tôi vào nhà ông Tài, bà Lành, là bố mẹ đẻ của Hạnh, thiếu phụ xấu số, hiện đang nằm trong ngôi mộ bê tông, được bao kín bởi một bức tường cao gần bằng mái nhà. Nhà ông Tài cách ngôi mộ của hai mẹ con chị Hạnh chỉ chừng 100 mét, ngay đầu làng. Tôi gọi cửa một hồi, thì người đàn ông lò dò ra mở cổng. Thấy người lạ, ông không tỏ ra ngạc nhiên. Dường như bao năm qua, ông vẫn phải đón tiếp khách lạ viếng thăm như tôi. Tôi giới thiệu là nhà báo, ông lôi tuột vào trong nhà. Đã bao năm trôi qua, ông Tài vẫn còn giữ nguyên những bức xúc như ngày đầu. Nhắc đến cô con gái xấu số, đứa cháu ngoại chết uổng, ông không kìm được xúc động. Người ta không cầm dao giết con tôi, cháu tôi, nhưng người ta đã ép con tôi, cháu tôi phải chết. Thử hỏi, hoàn cảnh đó rơi vào anh thì anh có chịu được không? Tôi đã mất 1 năm làm ông từ trong đền, mong được tĩnh tâm, trút bỏ thù hận, nhưng mối thù này quá lớn, không gỡ bỏ được. Rồi ông Tài lọ mọ mở tủ, lôi ra bọc ni lông với những giấy tờ phủ bụi. Ông vẫn còn giữ rất nhiều đơn kiện, giấy tờ liên quan đến cái chết của con gái và cháu ngoại. Đọc lại những dòng thư tuyệt mệnh của con, đôi mắt ông lại rưng rưng. Trước khi chết, chị Hạnh viết 2 bức thư, một bức gửi cho mẹ, một bức không để gửi cho ai, mà có lẽ để tố cáo người chồng cũng như gia đình chồng, để mọi người hiểu
vì sao hạnh phải chết tức tưởi, chết đau đớn cùng con mình. Ông Tài bảo, con tôi chết oan uổng, còn những người liên quan thì vẫn ngoài vòng pháp luật. Tôi nhờ chú đăng lên báo để mọi người cùng hiểu tại sao con tôi, cháu tôi phải chết oan và vì sao đến nay tôi vẫn không xóa được hận thù. Lá thư này chị Hạnh viết với tâm trạng bình tĩnh, kể tỉ mỉ đầu cuối vì sao phải chọn con đường chết. Tôi và anh Xuân lấy nhau từ năm 1999. Từ ngày tôi sinh cháu thứ hai, vợ chồng chúng tôi luôn nghì ngoạc với nhau. Anh Xuân đi làm ở Phú Xuyên, có bồ bịch. Mỗi lần anh về, đối xử với tôi như là con ở, như là người thừa. Tôi cũng chấp nhận, thôi thì cho thời gian nó trôi qua, để sống vì con. Mùng 2 tháng 9 năm 2003, anh Xuân đưa bồ về nhà. Chúng tôi lại nghì ngoạc với nhau. Từ hôm đó, anh Xuân dãy ra đòi bỏ tôi và bắt tôi ký đơn ly hôn. Tôi không chấp nhận. Tôi cố níu kéo anh Xuân, nhưng càng ngày mâu thuẫn càng diễn ra kịch liệt. Anh Xuân cho chị Ngọc là chị chồng tôi hành hạ tôi. Ngày 12 tháng Giêng năm 2004, chị Ngọc đánh tôi, bố mẹ chồng ra can và nói chồng tôi ra can. Chồng tôi bảo, chúng nó đánh nhau kệ chúng nó, không liên quan gì đến tôi. Đến tháng 7 năm 2004, ông bà quay ra đuổi đi hết. Bao giờ chúng mày sống được bên nhau thì tao cho về. Tôi uất ức, tôi nói với ông bà và anh Xuân, mùng 10 tháng 8 năm 2004 con sẽ đi. Tôi không làm gì nên tội, không hư, anh cứ bắt ép tôi ký đơn ly dị. Ngày 6 tháng 8 năm 2004, anh Xuân về nhà hành hạ hai đứa nhỏ. Hai đứa sợ quá khóc. Tôi đứng gần cháu, anh Xuân đạp tôi một cái ra vỉa hè, chửi bới tôi và đùng đùng gấp quần áo ra đi. Vài hôm sau, anh lại về suối bày gia đình, ép tôi phải đi. Nhưng tôi không đi vì chúng tôi chưa giải quyết xong. Ngay tối ngày 13 tháng 8 năm 2004, ba mẹ con tôi đưa nhau đi chơi khoảng 9 giờ về. Gia đình anh Xuân đã đóng cổng và khóa trái cửa hàng. Tôi gọi từ 9 giờ đến 12 giờ đêm mà không ai ra mở. Ba mẹ con dắt nhau về bà ngoại. Tôi gửi cháu lớn ở nhà bà ngoại rồi lại ra gọi cửa cho đến 1 giờ sáng. Hàng xóm nghe tiếng ra xem, thấy hai mẹ con tôi ở ngoài đường, liền quay về lấy cho tôi mượn màn và chiếu. Thế là đêm hôm ấy, hai mẹ con tôi ngủ ngoài đường bê tông. Đêm hôm đó, con tôi bị sốt. Tối hôm sau, ông bà lại không mở cửa cho tôi vào nhà. Hai mẹ con tôi lại ngủ ngoài hè. Nửa đêm, cháu sốt cao, cháu khóc. Ông ra mở cửa, nhìn thấy mẹ con tôi cho nhau uống thuốc, ông lại đóng cửa vào đi ngủ. Hôm thứ ba, con thứ hai của tôi sốt quá. Tôi vào hỏi, bố mẹ cho con xin chìa khóa để con mở cửa lấy gạo thổi cơm cho cháu. Nhưng bố mẹ chồng tôi bảo không biết. Tôi đứng mãi, tôi không còn cách nào, bèn sang hàng xóm mượn kéo về cắt khóa để vào nhà. Thấy vậy, bố chồng tôi bảo, mày bảo mùng 10 mày dọn đi. Nếu hôm nay mày không mang đồ ra khỏi nhà thì tao thuê người chuyển đồ của mày ra đường. Tôi im lặng không nói gì. Hôm sau, ngày 15 tháng 8 năm 2004, anh Dũng là anh chồng tôi bảo, tối nay mày không chuyển đồ thì tao thuê người chuyển đồ của mày ra, trả tao nhà. Tôi nói, thôi thì bố mẹ và anh chị hãy để từ từ để em nói chuyện. Anh Xuân thì tránh mặt tôi không có nhà. Lá thư chỉ dừng lại ở đó, chưa có hồi kết. Có lẽ viết đến đây, cảm xúc tuyệt vọng lên cao, chị chuyển sang viết thư cho mẹ. Lá thư người con gái hiền diệu, nết na của ông Tài gửi cho mẹ như xoáy vào tim ông đau đớn. Lúc viết thư gửi cho mẹ, có lẽ không còn giữ được bình tĩnh nên chị Hạnh viết ngọt ngoạt chỉ được vài câu. Mẹ ơi, con không thể sống được nữa vì con không thể chịu đựng được. Cả nhà chồng ức hiếp con, nếu con mà sống thì con điên mất. Mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ, anh chị, họ hàng cô bác. Kiếp sau con sẽ là đứa con ngoan, hai cháu cũng sẽ là cháu ngoại ngoan của ông bà. Đêm đó, nghe tiếng khóc thét của đứa trẻ, một người hàng xóm đã chạy sang căn nhà vợ chồng Hạnh để xem tình hình thế nào. Đẩy cửa vào, bà thất kinh. Nhìn hộp sữa tươi, sơ ranh và những tiếp thuốc diệt chuột, mọi người hiểu ngay vấn đề. Chị Hạnh đã bơm thuốc diệt chuột vào hộp sữa cho hai con uống,
rồi chị cũng tự kết liễu cuộc đời. Chị Hạnh và bé Tờ uống hết thuốc nên đau đớn hoàng hoại một lúc rồi chết. Còn bé L ngậm sữa thấy đắng liền nhổ ra nên sống sót. Câu chuyện của Hạnh và Xuân đã gây mâu thuẫn ầm ĩ giữa hai gia đình từ nhiều năm nay. Cái chết của mẹ con Hạnh là giọt nước làm tràn ly. Không chỉ đại gia đình ông Tài mà cả làng khi đó phẫn uất tột độ. Trong cơn phẫn chí, họ đã làm một việc mà bao năm sau vẫn phải xót xa đau đớn. Ngay sau khi công an làm xong hiện trường, bác sĩ phẫu thuật tử thi xong, đại gia đình ông Tài đã hè nhau đào tung nền nhà mà vợ chồng Hạnh ở thành một hố rộng. Xe chở xi măng, cát đã đổ một đống ngay mặt đường. Hàng chục người trong gia đình ông Tài, rồi cả thanh niên trong xóm cùng nhào xi măng trút xuống hố, tạo thành một lớp bê tông dày. Quan tài hai mẹ con Hạnh được đưa xuống, hướng đầu về phía căn nhà đại gia đình ông Nam đang ở phía trong. Lớp bê tông nữa tiếp tục được trút xuống. Người ta rào cả lưới thép B40 cùng nhiều sắt thép được tống xuống, rồi lại đổ tiếp lớp bê tông nữa. Có tới vài khối bê tông được trút xuống với khung thép bọc chặt quan tài của mẹ con Hạnh. Mặc dù hành động này là sai, nhưng chính quyền thôn xã khi đó cũng bất lực. Gia đình Xuân cũng sợ hãi nên phải bỏ trốn khỏi địa phương. Có đến cả trăm người tham gia đào bới, lấp mộ. Cả ngàn người chứng kiến đều sôi sục nên không sức mạnh nào cản được. Mục đích của những người bị kích động khi đó là muốn đào sâu chôn chặt, muốn gia đình ông Nam không thể cải táng được mộ mẹ con Hạnh. Họ muốn mẹ con cô được mãi mãi ở căn nhà này, không ai đuổi đi được. Ngay khi đổ bê tông xuống mộ, đại gia đình ông Tài đã phá tường căn nhà mặt đường, xây một cái ban thờ nho nhỏ. Dân trong làng ai cũng xót xa cho thân phận của mẹ con Hạnh, nên ai đi qua cũng hương khói. Để tránh sự bức xúc của dân làng và gia đình chị Hạnh, gia đình ông Nam đã bỏ nhà trốn đi nơi khác ở. Trao đổi với phóng viên, ông Nam nói giọng rưng rưng: "Cuộc đời tôi trải bao trận mạc mà không chết. Cả đơn vị còn có hai mạng. Giá chết ngoài chiến trường thì có lẽ đời tôi đỡ nhục anh ạ. Tôi không làm gì sai, nhà tôi đây, đất hương hỏa mà không dám ở. Phải sống cảnh trốn chui trốn lủi suốt mấy năm trời. Chuyện vợ chồng chúng nó thế nào tôi không biết, nhưng phận làm cha mẹ như tôi, rồi tổ tiên tôi ở đất này có lỗi gì mà phải bỏ làng bỏ xứ mà đi." Sự việc ngôi mộ hai mẹ con bị đổ một khối bê tông khổng lồ gây bức xúc suốt chục năm trời, chưa một ngày yên lặng. Thì mới đây, cả làng bỗng xôn xao vì tin đồn chị Hạnh nhập hồn vào một phụ nữ lạ, tìm về làng gặp người thân, kêu khổ nơi cõi âm. Những ngày này, khắp đầu làng, ngõ xóm, đâu đâu cũng bàn tán. Người bảo, cái Hạnh hiện hồn, tìm về báo oán nhà chồng. Những người thân quen, bảo vệ gia đình ông Nam, thì lại kể với giọng khác, rằng linh hồn chị Hạnh tìm về oán trách gia đình mình, là đổ cả núi bê tông xuống mộ, khiến linh hồn chị Hạnh và cậu con trai 3 tuổi không thể nào siêu thoát. Ông Nguyễn Hữu Tài, bố đẻ chị Hạnh, vẫn vô cùng bức xúc trước cái chết của con gái. Ông bảo rằng mối hận này không sao gỡ bỏ được. Ông vẫn nung nấu hận thù và muốn những người gây ra cái chết của con cháu ông phải trả giá. 10 năm đã trôi qua, sự việc tưởng chừng đã lắng xuống, thì thời gian gần đây, người dân Phú Lương lại rỉ tai nhau câu chuyện đầy tính liêu trai. Họ bảo rằng linh hồn chị Hạnh hiện về kêu với người thân rằng cuộc sống nơi cõi âm khổ cực lắm. Chị mong muốn bố mẹ cải táng cho mình để linh hồn của hai mẹ con được siêu thoát, đầu thai sang kiếp khác. Cũng có người lại cho rằng linh hồn chị Hạnh trở về là để báo oán. Chị muốn những kẻ bên gia đình chồng mình phải sống trong sự dằn vặt và sợ hãi suốt phần đời còn lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.